Mưa ngập ở thành phố Hồ Chí Minh, bán buôn, đi lại khổ ải trong dòng nước đen gây ngứa. Theo ghi nhận, tại quận Bình Tân, nhiều tuyến đường như Hồ Học Lãm, Lê Cơ, Sinco, quốc lộ 1, đoạn qua khu công nghiệp Tân Tạo, ngập sâu trong nước, người dân đi lại hết sức vất vả, giao thông bị ách tắc. Cứ mưa là ngập trong đó, ngập sâu nhất là đường Sinco, có đoạn ngập hơn nửa mét. Khi có phương tiện ô tô di chuyển qua đây tạo các sóng nước tràn cả vào nhà dân. Đường ngập sâu, nhiều xe máy di chuyển bị chết máy hàng loạt, phải dẫn bộ. Đường Sinco ngập sâu trong nước, tôi mới đi đường này lần đầu nên không biết nó ngập sâu như vậy. Sau này mưa thì hết dám chạy qua đây, anh Ngọc Thái hì hục dẫn bộ xe máy qua đoạn đường ngập nước. Anh Ngọc Thái vừa đẩy xe qua được đoạn đường ngập thì có 3 chiếc xe máy khác chạy phía sau đến và đều bị chết máy, phải dẫn bộ. Thấy vậy, dòng người phía sau liền quay đầu xe tìm hướng khác di chuyển. Trong lúc nhóm người đang dắt xe máy qua chỗ ngập thì xuất hiện chiếc ô tô chạy ngang qua. Sóng nước tạo ra từ chiếc ô tô khiến một người dắt xe máy ngã ra đường. Hai chiếc xe máy khác dựng trên đường trước nhà dân cũng bị sóng đánh lật ngang. Đứng trong nhà nhìn ra, chủ tiệm điện thoại Thanh Hải lắc đầu ngao ngán. Ở đây mưa là ngập. Các xe máy chạy trên đường Sinco ngập nước chết máy, người dân phải dẫn bộ theo chủ tiệm điện thoại Thanh Hải. Con đường Sinco, quận Bình Tân này ngập nước từ nhiều năm nay, bất kể mưa lớn hay nhỏ. Trước đây, đường Sinco có ngập nhưng khi mưa tạnh không lâu là nước rút cạn. Tuy nhiên, thời gian gần đây mỗi khi mưa xong, đường ngập rất lâu và có khi đến ngày hôm sau nước trên đường mới rút hết. Đường ngập sâu, để hạn chế nước tràn vào nhà, nhiều người dân dùng các tấm bạt, nhựa che chắn phía trước nhà. Anh Nguyễn Văn Diễn cùng 4 người bạn làm chung tại tiệm hớt tóc ở đường Sinco ngồi co chân trên ghế trước tiệm ngắm mưa. Thấy chúng tôi lội trong dòng nước đen ngòm. Anh Diễn nói vọng ra, đi lên bên này chụp hình, lội dưới đó chút về ngứa chịu không nổi đâu. Xe ô tô chạy qua tạo sóng nước quật ngã xe máy thật vậy, chừng 20 phút đứng ghi nhận tại đây, chúng tôi cảm nhận được sự khó chịu, chân bắt đầu ngứa ngáy do nước bẩn. Thấy chúng tôi vừa đi đến trước tiệm tóc, anh Diễn nói thêm, anh phản ánh giúp chúng tôi, chứ dân sống ở đây quá khổ với cảnh nước ngập này rồi. Tôi thường mở cửa hớt tóc cho khách tới 22 giờ đêm nhưng mưa vậy là đóng cửa nghỉ luôn. Nước lâu rút lắm. Ngập sâu khách nào đến nữa mà không đóng cửa. Tháng vài lần như vậy xem như lỗ tiền thuê mặt bằng, anh Diễn buồn rầu. Buôn bán ế ẩm cách tiệm tóc anh Diễn vài chục mét là quán cháo lòng của người phụ nữ ngoài 50 tuổi cũng không một bóng người. Theo người này, thường ngày vào tầm chiều tối, quán bà có rất đông người đến ăn, nhất là công nhân tan ca làm, nhưng đường ngập quá khiến quán cũng không có nổi một khách hàng. Tuyến quốc lộ 1 qua quận Bình Tân mênh mông nước tương tự, trên tuyến quốc lộ 1, đoạn từ cầu An Lập về hầm chui Tân Tạo, quận Bình Tân, mưa lớn cũng khiến mặt đường nơi đây mênh mông nước. Ngồi trong quán cà phê võng của mình nhìn ra đường trước nhà. Bà Huỳnh Thị Tư, 62 tuổi, than thở, mưa ngập là không bán được gì. Bà Tư chia sẻ, do buôn bán ế ẩm, người thuê mới đây trả lại mặt bằng quán cho bà. Theo đó, mỗi khi mưa, nước từ quốc lộ 1 tràn vào tận bên trong quán, ngập đến đầu gối. Bà phải dùng máy để bơm nước liên tục ra ngoài. Thấy nước ngập khách cũng ngại đến quán nằm nghỉ, ngủ dẫn đến thất thu. Làn xe máy trên quốc lộ 1 ngập sâu, người dân đặt cảnh báo người tham gia giao thông cạnh quán nước bà Tư là bãi xe Yến Vũ. Mưa lớn cũng làm nước từ quốc lộ 1 tràn vào bên trong, ngập lên láng. Ông Sáu làm bảo vệ tại bãi xe này hơn 10 năm. Gần đây, ông chứng kiến nước ngập ở khu vực này ngày một nghiêm trọng hơn. Nước trên đường rút cũng lâu hơn. Theo ông Sáu và người dân sống tại khu vực, nguyên nhân ngập và nước rút chậm có thể là do công trình thi công kênh rạch gần cầu Bà Tiến đã gây ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước. Người dân hy vọng công trình trên sớm hoàn thành để người dân bớt khổ. Hơn 18 giờ cùng ngày, theo quan sát, tuyến đường Sinco vẫn còn ngập sâu. Riêng tuyến quốc lộ một nước bắt đầu rút cạn dần. Cảnh sát giao thông vẫn túc trực tại khu vực này để điều tiết, phân luồng giao thông. Công nhân công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng IJICO đi vớt rác tại các mặt cống thoát nước trên quốc lộ một. Các máy bơm hoạt động hết công suất hút nước giảm ngập trên quốc lộ một cùng ngày. Đại diện công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng IJICO, đơn vị quản lý tuyến quốc lộ 1, cho biết, trước đó đơn vị đã cho công nhân tiến hành nạo vét cống nước trên quốc lộ 1, đoạn qua khu công nghiệp Tân Tạo. Để đảm bảo việc tiêu thoát nước,
Cũng theo vị này, đơn vị hiện có nhóm chống ngập trên 20 người. Chiều cùng ngày, khi trời đổ mưa, đơn vị cũng điều nhân công xuống hiện trường. Mỗi công nhân trực một hố ga, vớt rác. Bên cạnh đó, tại khu vực này, đơn vị có bố trí 6 máy bơm với công suất hoạt động 4.000 mét khối một giờ. Như vậy, trong một giờ các máy tại đây bơm được 24.000 mét khối nước. Do đó nước trên quốc lộ 1 cũng đã giảm ngập. Rút dần,